Ngon là được cho anh trai. Nè các bạn, trời ơi, hấp dẫn quá, vỏ siêu mỏng luôn. Vỏ mỏng như tờ giấy luôn, đợi chút xíu nha em gái. Hạt siêu lép. Nè các bạn, tuyệt vời. Thái mông thon đang khui này là 120 nè em. Còn miền Tây ghi 6 bên ngoài 130. Đúng rồi em. Nó vỏ mỏng lét luôn. Quá im. Cảm ơn anh. Đây, chị gái đi xe hơi để mua sầu riêng. Cái này chắc 4-5 kg luôn ha. To nè, tròn. Đây là 1.8 à. 4.8. Bấm máy tính cho chắc các bạn. Cái này hơi to nên khui hơi vất vả các bạn. Đòi chất khác cho chị gái. Khi mà sầu riêng sẽ cảm thấy không ngon là sẽ đổi chất khác cho khách nha các bạn. Từ
Cơm thái cuộn nhìn đã các bạn. Rồi đợi xíu nha. Dạ có ghi sáo với thái mông thon à chị, ghi sáo miền Tây à. Dạ. Thái mông thon. Thái mông thon bên này, ghi sáo miền Tây bên này. Đây đang khui là thái mông thon nè chị. À, cơm cuộn hạt lép siêu lép. Bao tiền chị? Dạ 120. Bà đạp không? Bao ăn tại chỗ luôn. Quá im. Đây, chị gái đang đứng chờ nè các bạn. Có chừng té nha con, từ từ thôi. Rồi đúng rồi. Nè chị chỉ cái này nè. Rồi cho đó đó. Chính không? À, cơm nó đẹp hơn chứ kia đâu, chứ kia cơm đẹp hơn. Là mấy cái trò này cơm ngon. Cái này đúng không? Bao cơm ngon thì luôn, ngon. Cơm nó nhiều, nó nặng cơm. Phải là 2,7 kg, 2,8 kg. Cái này nhỏ hơn. 3 kg được không? Cái đó ghi sáu. Còn cái này đang khui này là thái. Rồi. Để nó khui ra xong rồi đưa cho chị thử luôn. Cái vỏ nó mỏng á, cái cơm nó sát vô ha. Rồi nó dẻo nên khó tách hơn ghi sáo. Ghi sáo vỏ giòn hơn. Sáu hiệu đúng không? Dạ. Sáu hiệu đúng không? À, chị thích sáu hiệu. À. Sáu hiệu mình mùa này có không chân? Không có hả? Với cả sáu hiệu hoặc là chín. Chín quá hả? Cái vị nó giống ghi sáo không ta? Em chưa ăn cái đó nữa ta. 200 mấy một cân. À. Rồi nè các bạn. Quá đẹp. Cái cùi sơn. Vậy là sáu hũ với chín quá mắc hơn ghi sáu hả chị? À vậy để đợt nào có cái mua ăn thử cho biết chuyên ta rồi. Em thấy một miếng xinh đáng luôn ha. Nó muối nó không to bằng này nhưng mà cái muối của nó giống như ngày xưa, sầu riêng của ngày xưa ấy. À sầu riêng hạt to của ngày xưa hả? À không hạt lép nhưng mà là nó cái cơm á giống như là sầu riêng của thời xưa ấy. À dạ. Sầu riêng thường. Hả? Sầu riêng thường. Ăn giống như sầu riêng thường nó gọi là sầu riêng của ngày xưa hạt to nhưng mà cơm thì giống sáu hũ hạt lép bây giờ đúng không? À. Dạ. Nó cũng ngọt béo dữ lắm luôn hả? Mà nó ngọt
là không ngọt, thịt ngon lắm. À. Mà nó thơm đó. Ngọt thanh đó, đậm đà ha. Đậm đà bản sắc dân tộc. Ba trăm ba. Rồi, cảm ơn chị. À, chị gái mua ba trái mang về mai em đi Hà Nội các bạn. Đây, khách tới luôn. Rồi đợi xíu nha anh trai. Đây là ghi 6 miền Tây nha các bạn. Để xíu nha trai. Dạ cơm, còn là khô dẻo. Khô 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 quá. Khô 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 đều quá. Bánh này ra trên Tây. Quá đẹp. Chút xíu tại vì có một mình em trai này khui à. Không ngon là để lại. Hay là tách sơ thôi ạ. Có hồng. Ba kia vú. Vú xíu có 10.000 300 ngàn.
Nhiêu tiền rồi Trân ơi? Trời ơi, cái này đẹp. Phim được phải trả lương không anh? Không. Chiều chiều buồn quá chơi, cái quay cho bà con xem vậy đó. Trời ơi, đẹp. Nè các bạn, quá đỉnh. Mình nói gần đây không anh? Gần anh, cái bên nè. À, cái bên. Ngon nhưng mà nó hay cháy muối. Cái muối là coi như lỗ phải không? Quá đỉnh. À, địa chỉ vừa Thư Viên Phương Trang là 182 Trường Chinh, phường 13, quận Tân Bình nha các bạn. Rất là đẹp. VIP luôn các bạn. Ôi, cảm ơn anh Jay. Gáo dẻo ngon lành các bạn. Hay. Tươi. Tươi. Tươi xanh như bức tranh. Này các bạn. Muối này nhặt muối giòn ha, to à. Quá đỉnh. Anh Dài mắc mưa ướt nhẹp luôn rồi. Quá êm. Ok. Mưa quá mưa, bão quá sao?
À, đây là ghi sáng miền Tây nha các bạn. Có còn thấy mặt em đã là luôn. Nổi tiếng luôn. Ôi anh trai lựa cầm sầu riêng bằng tay luôn nè các bạn, dọ lợi hại chưa? Ờ trái đó đẹp á. Này chắc dân vườn quá, thấy kinh nghiệm quá, lựa bài bản quá trời. Dạ. À, cái này tròn không? Nó gọn gọn. Ba bốn ký á. Hai kỳ tám. Nhá hàng hơi cho anh thôi. Đó. Này là quay trực tiếp luôn hả? Dạ không. À, quay về máy lên máy tính up lên. À, mình up khi nào cái nào ấy mình lọc ra đúng không? Dạ. Quá im. Anh trai lựa hay quá. Đó, anh trai về nhà tự khui các bạn. Đây ghi sáu miền Tây. Tầm khoảng 3 ký mấy 4 ký quay đầu nha các bạn.